Selecao, đội tuyển bóng đá quốc gia Brazil, đang hướng tới tương lai với những tài năng trẻ như Rodrigo và Vinicius Junior, trong bối cảnh Neymar tiền đạo chủ lực 31 tuổi đang hồi phục sau cuộc phẫu thuật chấn thương nặng. Neymar, người đã gặp chấn thương đứt dây chẳng chéo trước và sụn trên đầu gối, có thể phải nghỉ thi đấu đến giữa năm 2024, bỏ lỡ Copa America 2024 tại Mỹ. Vắng mặt Neymar, Brazil không thể sử dụng sức mạnh của anh trong hai trận vòng loại World Cup 2026 sắp tới. Tuy nhiên, huấn luyện viên Fernando Diniz tỏ ra lạc quan với đội hình giàu tài năng trẻ như Rafinha, Barcelona, Rodrigo và Vinicius Junior, Real Madrid cùng Gabriel Martinelli và Gabriel Jesus, Arsenal. Ông nhấn mạnh không cần lo lắng về việc thay thế Neymar với niềm tin vào thế hệ mới. Đáng chú ý, Diniz cũng triệu tập Enric, tiền đạo 17 tuổi của Palmeiras, sắp gia nhập Real Madrid, nhấn mạnh tiềm năng và sự cần thiết của thời gian cho cậu ấy phát triển. Dù Neymar vắng mặt, tương lai của Selecao vẫn sáng lạn với những ngôi sao mới nổi.